Hôm nay á mọi người, ở bên Nhật là ngày Katabana. Ante. Kyo. Ante. Katabana. Ante. Nakabata. Ante. Hatabaka. Ante. Takahana. Ante. Nani? Nani? Hana hana. Nani? Aku. Aku. Nani? Nani? Katabata. Nani? Kanabata. Ha? Kanabata. Ah. Katabana. Ah. Kakabana. Ah. Pakatana. Ah. Kabatana. Ah. Maku. Ha? Kyowa nani? Kyowa? Katabana. Maku dai. Ta. Ha? Ta. Ta. Tabakana. Takabana. Tatakabana. Tana. Tana baka. Ta. Tana kana. Tana. Tana. Ba. Ba. Tana baka. Tanabata. Hôm nay ở Nhật là ngày Tanabata, là cái ngày mà lễ hất tịch đó mọi người. Thì như năm rồi thì chỉ có hai vợ chồng cơ đốm thôi, thì năm nay thì có Himadashi nữa. Thì năm rồi á thì chuẩn bị hoành tráng hơn là ông ngoài trời, còn bây giờ á như là chỉ khỏe trong nhà. Tại vì Aki á đi làm về muộn mọi người, tối vui à. Rồi xong rồi cơ cũng kiểu như quên luôn, mọi người không có nhớ. Xong rồi ai ngờ ổng ngồi đù phù xong nhớ, ổng đi tự ổng chặt cái nhánh tre về, nhánh tre nhỏ nhỏ nè, về xong rồi giờ cột vô cái bàn. Xong rồi bắt đầu giờ chồng cơ bắt đầu sẽ trang trí nhà, sẽ đi những cái điều ước để cầu nguyện á mọi người, gắn lên cái cây tre này. Thì bây giờ vợ chồng cơ sẽ bắt đầu trang trí nha. Thì năm rồi là cơ ở nhà cơ tự chuẩn bị là cơ cắt giấy rồi chuẩn bị sẵn á mọi người. Thì Aki về với cùng treo với cơ thôi, nhưng mà hôm nay năm nay thì cơ cái ngày hôm qua thì cơ nhớ, mà tự nhiên hôm nay cơ lại quên. Rồi ai ngờ Aki nhớ mọi người. Aki đi bứng cái tre về nè, đi chặt cái nhánh tre về nè. Năm nay thì sẽ có một cái khác biệt hơn là cơ sẽ làm hạt giấy, làm hạt giấy treo nha. Ủa mà quên mất đi sắp tạm lâu quá rồi. Hồi xưa cái lúc mà thời tuổi mộng mơ còn làm hạt giấy, qua cái tuổi đó cỡ mấy năm nay là coi như quên, tôi không có hề làm hạt giấy nữa, lâu quá rồi. Ông làm cái giống như là dây xích à. Việt Nam mình thất tịch đơn giản ha, trai gái của nhau đi hẹn hò là xong. Còn bạn nào mà hất như là kiểu như hất tình hoặc là FA thì cầu cho trời mưa. Mẹ cơ thì đang chuẩn bị đồ ăn tối luôn. Chưa đâu, chưa thấy cảnh nào đây. Lát lên thấy rồi mới hết hồn nữa. Dạ, ghê chưa. Đi chứ kê tế, tao vui gì hết. Hả? Tao mê? Tao tao mê tì kê này. Tao vui gì hả? Ờ. Nên đấy hôm mê nái. Hôm mê tế. Sơn nào vào ô tô khoan tàn đi kê đô là hôm mê đô đi kê nà. Kêu này quá, sơn nào giúp tên này thì sao? Kêu cô tôm thi với em chung mà có lấy cân ghê đưa đi kê đưa cả là mỗi sơ cả này, chỗ giữ. ホットの方が上手だよ。何方が上手？ホットの方が上手だよ。なんで？何？ホットの方が上手だよ。ソブ？誰早い？やる？ソブ？ホットの方が早い。あ、ソブ？オッケー？勝負だけど早いと綺麗やもんね。うん？そう？どう？じゃあどう？あ、大きい？大きいでいいよ。はい。Bây giờ mọi người là vợ chồng cơ sẽ bây giờ hai vợ chồng cơ sẽ thi đấu thử coi là ai ship con hạt nhanh nhất và đẹp nha mọi người. Mọi người làm chứng nha. Đó, rồi bây giờ nè. Chị đi sao start.
Ở bên Việt Nam mình á, hồi trước thấy có một cái bé nào mọi người không có di chuyển được á, nhưng mà ship hạt giấy, ship huyền rồi bằng miệng á, mọi người bỏ cái tờ giấy vô trong miệng lần 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 lấy ra được đó mọi người. Thì cái đó thì mình coi á, mình biết thôi, mình không có biết là nó thiệt hay không, nhưng mà nếu mà làm được á là cái người đó giỏi thiệt luôn á. Hay chứ, ship bằng cái lưỡi. ほら。関係ない。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 
cốt hả? Họ chị chà. Ông nói cái con hạt của mình cái đầu nhỏ xíu, còn cái đầu á ổng, con hạt của ổng là trời ơi, còn hơn cái mỏ con quạ nó dài thường thường. Trời ơi, đây hai con hạt mình thắng rồi đó. Chuma cà chim mắt. Nãy ông hù khù ông đi cắt đó mà. Rồi, ok. Đây nha. Rồi mẹ, đây nè. Rồi mẹ. Hai kia hỏi á là hai con hạt này mẹ mẹ là mẹ. Đó chiều tụt cụt. Ổng sợ rồi con đi, con nói cho mẹ biết là con nào con thiếu, con nào ổng thiếu. Hai con là thi đấu với con ai xíu con hạt đẹp hơn. Bây giờ là mẹ công tâm nha. À, bây giờ cũng không nói con nào là ai ship chưa, giờ mày nhìn để coi là con nào đẹp, công tâm mà nói nha. Đó, đó mày nhìn đi, hai con này con nào đẹp nha. Để này mày nhìn đó. Đó. Sao con này nó không đây thì nói tại vì ấy rồi đó. Đây. Con nào đẹp hả? À. Có thêm con nhỏ rồi này. Con nhỏ đừng quan tâm. Giờ mẹ nhìn hai con bự rồi. Sợ sợ mà cũng cũng sợ con không đồng con nói. Con nói vậy. Con nào của con nào của ổng. Con này cái mỏ nó nhỏ. Con này đẹp. Hả? Con này đẹp. Thôi. Hả? Hả? Đó chưa? Cái thầy có chứ mà nó kia đây đấy, tại đi hả? Đó. Orange. Orange này không? Mẹ đâu mẹ cầm cái con nào đẹp. Đây nè, cái con nào đẹp mẹ cầm lên đi. Nè. Đó. Rồi, đâu? Này đâu. Yeah, chuma kachimata. Này có chuma. Đây. Nào, hai con hạt về đến bạn đi. Nào, hãy đến bạn nè.
này nó không chịu đứng nè. Ông xếp nhỏ lắm quá mà, thấy chưa? Ừ. Đó, ai con hạt nè mọi người. Đương nhiên là con hạt có cơ đẹp rồi. Con hạt có cơ biết đứng luôn. Đó, con hạt của ổng hiện như trao đảo như một chiếc xuồng đó. Tại vì nó xí hoa cái này nó nhọn quá đúng không? Ốm quá, không có banh ra đúng không? hai con này là đây bốn con là con này thôi là con trống đi tại nó bự trống. Ừ, con này con mái. Hai con đẻ ra bốn con này. Đây nè cậu cả nè. Rồi kiếm thêm cậu nữa, rồi đây là hai nàng công chúa hai bên, bốn đứa đủ rồi. Ơ tơ ơ ca sàn ít tà kè ca sàn á nà cậu tơ xít tê rưu nà nì xít tê rưu ô tô tư mà á ra xì hi mà đi cô á chung y chì đi ghê vậy trời, đi ghê chưa? Để nói là không biết tiếng Việt. Nghe chưa? Trời ơi. Ok. Ok. Ai ơi. Ok giờ này no ok. Bây giờ thì là tụi mình sẽ bắt đầu ghi điều ước lên trên tờ giấy và máng lên cái cây này nha mọi người. Mình viết xong rồi nè mọi người ơi. Viết cái gì đi bà? Viết cái điều ước. Ơi, Arashimo nè. Arashimo này đi gặp rồi nè. Arashi nani kaku? Chờ. Arashi wa ne oto kaku. À. Arashi baba wa kaku ya. Kiku. Hai. Okay, wakatta. De, Arashi. Chúc mọi người lễ hết tịch vui vẻ. Mẹ viết mà mẹ còn thấy đường mẹ ở ai mà. Ai mà đọc ra mới sao. Trời ơi, nhỏ dưới vậy hả? Rồi, còn mẹ máng lên đi, mẹ máng lên đi. Máng trên cao á. Đây. Rồi. Rồi, máng cao nhất luôn. Rồi. Rồi chưa? Chúc mọi người lễ hết tịch vui vẻ nha. Chúc mọi người lễ hết tịch vui vẻ nha. Tanabata tanoshide. Arashi no onegai wa hayaku imoto ka ototo ga hoshii itte imashita. Ai mượn nói. Nói là nhóc này. Ai là hai con lớn là hai vợ chồng. Rồi nó mong là nó đẻ bốn đứa lận các bạn ơi. Quý vị thấy là đã dán bốn con đây. Bốn con bé tí hông? Đây là đẻ bốn đứa con, hai trai hai gái. Chồng mong ước nghe chứ vợ không biết có mong ước không. Vợ là nghỉ rồi. Vợ sợ lắm rồi. Nay tôi chúc cho vợ chồng nó trăm năm hạnh phúc, gân long đầu bạc. Trọn đời trọn kiếp vợ chồng nó sống vui vẻ. Chúc cho nhỏ mau lớn. Lớn mà lớn nha con. Rồi. Nói nữa là mẹ cứ khóc đó. Đúng không? Ê đây thì cảm ơn bà ngoại nha. Cảm ơn bà ngoại nha. À, con chúc bà ngoại là lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe nha. Thấy không? Thấy không? Đây. Được chưa? Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay của gia đình cơ nha. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ gia đình cơ nha. Rồi bây giờ quả với em. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi giơ tay lên bye bye đó.